đây là tập 2 của Malaysia. Và các bạn ơi, nên nhớ là ngày 2, ngày 3 tháng sau nha, rất là mấy hôm nữa thôi à, là đã đến cái buổi sự kiện Hobby Horizon. Thì mình, anh Bo và những anh em khác, rất là nhiều anh em chơi xe, những cái quầy khác rất là lớn, có mặt tại Sky Expo. Và mình có mặt ở đó từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều mỗi ngày. Rất mong các bạn hãy ghé qua và ủng hộ mình, hoặc xem những cái áo mình bán như thế nào nha. Với cái mẫu áo trắng này thì sẽ có giá là 400k và chỉ giới hạn 30 cái thôi, rất là giới hạn. Áo đen này sẽ có giá là 350k với số lượng là 50 cái. Các bạn nếu mà các bạn đến cam trước thì mình sẽ bán trước. Rồi tiếp theo, những cái áo này nè, những cái áo thun nè các bạn, mình sẽ lấy cho các bạn xem thử nha. Những áo thun này đã từng bán là 400k, nhưng mà tại sự kiện Vinh sẽ bán với giá là 280k. Các bạn lưu ý giúp Vinh nha, chỉ với là 280k thôi, nhưng mà rất là nhiều mẫu các bạn ơi, rất là nhiều mẫu luôn. Những cái áo này Vinh đều bán 400k hết, nhưng mà tại sự kiện thôi nha các bạn, 280k, số lượng có hạn. Rất mong các bạn hãy xem từ đầu đến cuối video, tại vì rất nhiều cái hay. Ok, let's go. Fish, cái đó là fish. Fish dạ cá hả? Cũng được, gì thôi lấy mỗi lấy một thứ một cái đi. Fish ball, là fish chicken ball với fish ball. Rồi em muốn ăn cái này thử không? Có gì ta? Này hả? Hash brown. Ừ. Hash brown ha. Lấy hai cái, lấy hết luôn nè. Số nhiều vậy? Thôi ăn cái bánh đó. Anh nó không đủ. Rồi đủ đó. Curry thử không? Thử cái không. Curry không? Curry cà ri á. Dạ. Yeah. Anh gửi. Thôi cũng hơi sợ ha. Còn cái này. Cái này với cái này là khác nhau nha. Hash brown nè. Cái này là cái gì á? Chicken katsu. Rồi em ăn hash brown. Vậy thôi đúng không? Thank you. Để phòng uống đi. Ừ, lấy em vào đây đi ha. Lấy thêm đây đi. Curry. Ai plus hả? Hay uống 100 plus đi. 100 plus. Cái này nó có tới 2 loại lận nè. Active. Dành cho hoạt động ngoài trời. TRS. Mấy nhà giàu quá ha. Trời, nhà tiên nhà giàu không à. Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại một cái vlog tiếp theo của Vinh. Thì cái lần này Vinh với Kit và Hayden đã đến sân Seban rồi. Thì mình vẫn không biết phải quay gì đầu tiên các bạn. Bây giờ đã vào cái track. Bây giờ đã vào một cái round đầu tiên rồi mọi người. Hình như là đang warm up á, các bạn thấy được nè. Rất là lẹ. Lamborghini nè, rồi Nissan GT-R, rồi Supra luôn, đủ đời luôn các bạn. Hồi nãy mình thấy có một con Nismo nữa, không biết má Nismo rồi, chắc ở bên Singapore quá. Hôm nay là có 75 xe. Họ chạy theo dạng time attack á. Nhanh nhất thì thắng rồi. Time attack có nghĩa là bây giờ cứ chạy giống như là qualify, không có chạy đối kháng với nhau, không có tranh nhất nhì ở trong khúc cua, nhưng mà tính thời gian ai nhanh nhất thì người đó sẽ có một cái hạng cao các bạn.
Ok, bây giờ là họ Vinh đang mặc cái áo F1 nhưng mà ở đây nó đang quá nắng các bạn. Thử là mình phải mang chùm tay với chùm đầu vào thôi, thôi là ốm đấy. Má cái âm thanh V12 nó rác. Biển số Thái Lan kìa. Chắc ship xe qua rồi. Xe kết kìa. Đi đâu kết? Mọi người đã bắt đầu tiếp tục cho cái qualify thứ hai. Mọi người đang di chuyển ra các bạn. Civic Gen 9. Có cái con Lamborghini này điên nhất nè. Ơi có lâu chất luôn kìa. Quá trong veo. Lâu chất các bạn ơi. Oh my god it. Má phê quá. Ủa con Supra kia sao đi rồi. Quá phê các bạn ơi. Điên thiệt các bạn. Má GTI đẹp quá. Thật ra thì mình không biết nói gì hết bạn, mình chỉ muốn quay cho các bạn coi thôi.
mình cũng không biết nói gì luôn á. Quá đẹp đi. Thì nếu các bạn là một cái người mà mê super sport hay là motorsport á, những cái môn mà thể thao đua xe, thì các bạn không thể nào mà các bạn cưỡng lại được các bạn. Rất là đã. Tuyệt vời luôn. Có boss chứ nữa. Bây giờ thì mình chụp hình nha. Để mình chụp hình một máy, mình quay một máy đi. Này M2 các bạn. M240. Supra. Đây là Supra các bạn. Có 4 con heo AB Racing, ghế đua, đuôi gió đua của Quantum. Con này cũng gì vậy ta? À, Civic Gen 9 GTR được wrap một cái màu màu này gọi là cái màu Sovandi, con Sovandi, cái con WR ở bên đó. Điện quên mất tên mà. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào nghỉ ngơi một chút các bạn. Và mình sẽ quay những chiếc xe ở bên trong này cho các bạn xem nha. Oh my god. Phê quá. Mấy cái bus này mình không có quen cho nên mình chỉ đứng ở ngoài mình quay cho anh em coi thôi. Mình cũng không có tự ý mình vào cái bus của người ta, kỳ lắm. Rất nhiều xe Thái Lan và xe Singapore các bạn. GT86 mà bên Nghĩ bản này là bản GR các bạn. Đẹp quá. Quá phê. Vào thì sẽ thổi động cơ cho nó làm mát nhanh hơn xíu nữa. Đây là con xe ước mơ của mình. Xong mà trong tương lai mình sẽ mua được một chiếc các bạn. Đây là con mạc V8 các bạn ơi. Mình quên mất tên của nó rồi, để quay được sau cho các bạn xem nha. C63S thì phải. CLS mà. CLS. Biển này là biển Malaysia luôn. Ác lạ không? Audi RS3 vô clip à, body zin. Xe đúng kiểu xe chạy sân luôn.
Cái này là A45 nè các bạn. Giống xe của Phong nè. Euroscape 4 cái mâm. Đổ cái chế độ đổ, tháo hết cốp sau ra, tháo bình xăng zin ra để mình để bình đua thôi. Có hai cái núm nó để đổ đổ xăng nhân. Máy thì cũng là máy zin. Vô bô gió phuộc intact hết rồi. Ở đây mấy con xe rác của Honda chạy nhiều, của Honda hay Su quên mất, chạy nhiều dễ sợ luôn. Audi TT nè, bên đây Audi với Volkswagen rất là nhiều, dễ thương không? Đây, rác đây các bạn, rác Honda. Đây mình cho các bạn nghe thử bô con này nha. Tháo hết dàn lạnh ra nha các bạn, để hai cái lấy gió vô thôi, Polo E thôi. Các bạn thấy gió không? Và vẫn gắn cái Roskay luôn. TTRS luôn. Việt Nam mình TT thì rất là nhiều, nhưng mà các bạn thấy mấy con TTRS hoặc là TTS thì các bạn ít thấy đúng không? Nhưng mà qua bên Thái Lan nhiều lắm các bạn, Thái Lan với bạn Malaysia mình thấy cũng nhiều. Đây vẫn xài dĩa thường, xài dĩa Ray Rebel. Ở trong đây có cỏ nữa các bạn, các bạn thấy cỏ không? Còn cái này là thôi, cái này là phụ thôi. Nắng quá thì mình cũng vào đây nghỉ ngơi một chút. Ở đây trong đây thì người ta bật quạt các bạn, có điều hòa với quạt cho nên nó cũng khá đỡ, nó cũng không có bị hóc như mà kia đứng quay chừng 50 phút thôi là đuối rồi. Ok, mình sẽ đi một vòng nhé. Đây là con Lambo mà hồi nãy mình nói các bạn nè, âm thanh rất là đã các bạn. Có hai con Lambo, một con êm và một con khá là mạnh. Ủa, này Việt Nam. Ủa, anh người Việt hả anh? Hả? Anh là người Việt hả? Oh, I think you Vietnamese because you wear a Vietnam T-shirt. I'm not Vietnam. This I am Vietnam. Oh, okay. Anh này anh là làm áo cho người Việt các bạn. Mình tưởng anh là người Việt. Yaris và bản GR nha, bản đuôi nha các bạn.
Zion thì đẹp quá. Con này là, hình như là biển Thái Lan. Thì con này là biển Thái Lan các bạn. Bốn con heo Rambo, bốn dĩa ray mâm GT. Trời ơi cái góc này nè, góc này phê ha. Úi chà, spoiler đúng bự luôn. Con GTR nữa, siêu thấp các bạn, con này thấp lắm. Đây bơm thêm nhớt xăng. Detroit Spy luôn nha bạn. Một phát một từ máy xuống luôn. Hôm nay thêm hai con nữa. Má ơi, đầu tiên trong đời mình thấy nhiều GTO như vậy đó. Hai con này hồi nãy là chạy qualify rồi.